Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Việt Trung. Hôm nay em xin giới thiệu anh chị hai trận cờ hay vừa diễn ra tối qua, ngày 25 tháng 10 năm 2024, Dương Huy cầm đỏ đi tiên, Trần Tiểu Vi cầm đen đi hậu, mời anh chị thưởng thức.
将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。 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 将军。
将军。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 
将军。将军。将军。将军。chờ đến đây sát cục。Dương Huy buông cờ nhận thua, mời anh chị thưởng thức ván thứ hai. Hắc Kế Siêu cầm đỏ đi tiên, Trần Tiểu Vi cầm đen đi hậu, mời anh chị thưởng thức.
Chương trình. Chương trình. Chương trình. Chương trình. Chương trình. Chương trình. Chương trình.
将军。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 
将军。将军，将军。将军，将军，将军。将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军。将军，将军，将军，
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây sát cục, Hắc Kế Siêu buông cờ nhận thua. Video của em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị xem video của em. Anh chị nhớ bấm đăng ký, bấm chuông, em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất để phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị, chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo.